con của nghệ nhân đó mọi người, về cũng chuẩn bị thành nghệ nhân luôn rồi đó, bây giờ đang chuẩn bị sơn á, đang chuẩn bị thực tập đó, đó. Quá đã, bảy cái thấy trắng phao hết trơn luôn nè mọi người đó. Đây là nhân tài của tương lai sau đó. Quá hay luôn rồi. Đẹp quá. Hello, Dũng Thơm TV xin chào tất cả mọi người. Bữa nay Dũng Thơm lại quay có sự đổi ý một chút rồi mọi người. Giờ con cọp thì không vẽ hình nữa, mà để cái hình ở phần trên luôn đó. Rồi cái phần hoa văn này cũng có đổi một chút. Cái phần hoa văn này cũng chỉnh sửa lại một chút rồi đó mọi người. Bây giờ màu trắng này thêm màu vàng lại. Đó, màu vàng ở phần trước đó mọi người, đổi lại màu vàng vậy nè mọi người đó, màu trắng này sửa lại ngon đẹp rồi, thợ đổi lại một chút cái phần mặt cái lé lé trắng đó. Cái tông cổ này cũng đổi lại đó mọi người, bây giờ đang chỉnh sửa lại một chút cái phần màu cho màu vàng màu xanh minua lại đó mọi người, đổi lại bây giờ đổi lại một chút cái tông màu cổ, màu này thấy nó nổi hơn đó mọi người đó, cái phần hoa văn đó cũng đổi lại một chút đó mọi người, đổi lấp lại cái màu trắng màu vàng này nó thấy nó đẹp hơn, đổi lại cái phần màu trắng này đó mọi người. Có trẻ sao nó dân vô nổi à? Đặt so mà mình hay bằng đặt minua. Minua màu, màu màu vàng. Màu vàng. Làm nổi cho em. Thì như đó nó quay nó cái sao tích tích thế rồi đấy. Chăm chăm so mua phải bằng đặt minua ra. À. Minua giờ bóng. Năm nay là để cái biểu tượng logo nằm trên phần đầu ghe được luôn rồi mọi người. Giờ không còn vẽ ở bên dưới nữa. Rồi là mà phần trên luôn. Này cũng chưa có hoàn thành nó xong rồi còn nghệ nhân vẽ lại. Phần lưng nó cũng lót màu trắng bỏ đó mọi người. Để dán bè trên. Lắp một lớp trên này mới thêm một màu nữa.
này vận động viên có 10 năm sau đó mọi người, 10 năm sau coi như là lên vận động viên hết á. Quá đẹp luôn mọi người, cho cái màu vàng tông vàng này lên một chút là thấy ok luôn. Rồi năm nay không còn cái biểu tượng mà con cọp nằm cái phần trước này nữa, là ở trên lại đấy mà đó, quá ok luôn. Này, rồi nghệ nhân nó có chỉnh sửa lại một chút cái phần mà biểu tượng con cọp đó mọi người. Chào anh nghệ nhân. Chào tất cả các chú anh chị em. Cho Dũng Thơm TV xin hỏi một chút, bây giờ ghe này mình còn khoảng cỡ bao nhiêu ngày nữa mình xong vậy anh? Bây giờ chờ đợi nghệ nhân bên đóng ghe. Dạ. Nên làm cái phần lái xong là nhanh nè. Dạ. Và lên lái là khoảng 2 ngày nữa xong. 2 ngày nữa hoàn thiện. Dạ, Dũng Thơm TV cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh luôn luôn thành công, vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Trắng này mình sơn xong khô là mình sẽ màu vàng chị. Sơn màu vàng là coi như là xong phần cái hoa văn này luôn. Dạ, cảm ơn nhiều. Quá đẹp luôn rồi mọi người. Tông màu cổ này quá như ý luôn. Giờ thợ chét chay mọi người. Tha chay kỹ lắm rồi mới chét á. Nãy giờ ủ chay bỏ không được 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Không biết có cầu giờ không đâu. Hầm chua mà. Hầm chua hết giờ nghỉ hả chú ha. Con cũng nghệ nhân đó mọi người. Về cũng chuẩn bị thành nghệ nhân luôn rồi. Đó, bây giờ đang chuẩn bị sơn á. Đang chuẩn bị thực tập á, đó. Quá đã. 7 cái thấy trắng phao hết trơn luôn nè mọi người. Đó. Đây là nhân tài của tương lai sau đó. Quá hay luôn rồi.
đẹp quá.